相亲这方面好像算了。Và chiếc video mà mình đã hướng dẫn cho mọi người cách tô màu bức tranh về hình ảnh của một thỏi son đỏ xinh của mình đã hoàn thành xong và đã bức tranh sau khi đã mình tô màu hoàn thành. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo và hãy luôn ủng hộ mình bằng cách ấn like, share và subscribe để theo dõi thêm nhiều video các bạn nhé. Bye bye mọi người.
Anh bàn chưa này, anh xuống tay chưa? Chưa. Hello mọi người nha, chào mọi người đã quay trở lại channel Tô Vẽ Tranh trên kênh YouTube mình. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tô màu một hình bức tranh về hình ảnh chiếc bánh kem có đôi mắt dễ thương và có những quả dấu tay bên trên. Chúng ta sẽ cùng nhau tô màu một hình bức tranh mọi người nhé. Mình sẽ đi tô màu xanh những phần lá trước đây. Tay mình một